Nhà vô địch Olympic lại bị phóng viên mắng. Tôi cầm giấy chứng nhận chẩn đoán tâm thần. Tôi lên kế hoạch trả thù như đang đóng phim ngoài đời thực. Cả đám đuổi theo anh ta khó lòng mà thoát được khỏi chúng tôi. Lúc này, trong phòng live stream, Chu Tiểu Long mắng Toàn Hồng Đan. Toàn Hồng Đan giống như đứa ngốc. Tôi tức giận đến mức khói bốc lên, lập tức gọi điện cho Trịnh Phàm. Đến lúc hành động rồi. Đại ca, em triệu tập anh em ngay đây. Trong vòng 3 phút, tôi muốn toàn bộ thông tin của Chu Tiểu Long. Được rồi. Theo địa chỉ mà hacker bệnh hữu tra được, tôi dẫn theo anh em lập tức xông tới. Toàn Hồng Đan giống như đứa ngu, cái gì cũng không biết. Xem mày còn sống sao nữa. Tôi nghe ở ngoài cửa, lửa giận bùng lên, lập tức đạp cửa xông vào, một cú đá văng ra tường. Túm lấy đầu hắn đập xuống đất. Xin lỗi đi, xin lỗi nhà vô địch đi, mau xin lỗi. Tao xin lỗi cái đầu mày. Mày là đứa ngu Toàn Hồng Đan kia tìm đến đúng không? Tin hay không tao cho nó mất hết danh dự. Mẹ kiếp, miệng mày thối quá. Mày quen cho vào miệng rồi à? Tôi túm tóc Chu Tiểu Long lôi vào nhà vệ sinh, bắt hắn nhét vào bồn cầu. Nếu mày đã thích ăn cước như vậy, thì hôm nay tao cho mày ăn cho đã nhé. Cứu mạng, giết người rồi. Đừng nói nhảm nữa, mau ăn đi. Chu Tiểu Long đột nhiên phun nước tiểu vào chúng tôi. Chúng tôi vội né tránh. Tên này thực sự biết phun nước tiểu. Chắc chắn là do ăn nhiều rồi. Kinh nghiệm phong phú. Chu Tiểu Long tranh thủ chạy vào phòng live stream, đầu và mặt dính đầy nước tiểu, lớn tiếng nói bậy. Các fan thấy hết rồi đấy. Toàn Hồng Đan lại xúi fan đánh đập Sitter Zimmer. Mọi người mau báo thù cho Sitter Zimmer đi. Đổ bộ vào Weibo của cô ta. Tôi sẽ khiến cô ta mất hết danh dự. Mày muốn chết à? Tôi một cú đá văng Chu Tiểu Long đi. Xông lên là một trận đòn. Mày tính là thằng nào? Lại còn dám sỉ nhục nhà vô địch Olympic. Hôm nay tao đánh chết con mẹ mày. Cứ tiếp tục đánh đi. Mày dám đánh tao, tao sẽ khiến cả nhà Toàn Hồng Đan mất hết danh dự. Xem chiêu của tao. Sao trên đời lại có loại xúc sinh này? Tao không chịu nổi. Các anh em, đánh chết nó cho tao. Không cần đâu, với loại xúc sinh này, đánh cũng không giải quyết được vấn đề. Hết chiêu rồi à? Tao chọc tức chết bọn mày. Tôi trực tiếp túm tóc Chu Tiểu Long, mặt úp xuống, tôi kéo lê hắn chạy. Chu Tiểu Long đau đến mức kêu la thảm thiết. Cứu mạng, đau quá. Sao không cười nữa, cười đi. Vừa nãy không phải cười rất to sao? Mặt tôi đau quá, hỏng rồi. Thì ra nụ cười thực sự có thể chuyển rời. Nụ cười của hắn bây giờ đã chuyển sang mặt tôi rồi. Tôi dùng dây thừng trói Chu Tiểu Long vào đuôi xe tải. Tiểu Phàm, phải chạy với tốc độ nhanh nhất nhé. Đạp thêm cái chân gà nữa. Xe thể thao phóng vút đi. Tốc độ nhanh như tia chớp. Chu Tiểu Long bị xe kéo lê, ma sát với mặt đất tế lửa. Cứu mạng, đau quá. Đây là âm nhạc tuyệt vời nhất tôi từng nghe. Không gì sánh bằng. Rất nhanh chúng tôi đã tới lò hỏa táng. Lúc này toàn thân Chu Tiểu Long đều bị mài nát, quần áo cũng sớm bị mài mòn hết. Cái quần lót đỏ vẫn đang tung bay trong gió. Nhìn bộ dạng của mày kia, giống như con giòi trong hố phân vậy. Con dám nói người khác là đồ ngốc. Chu Tiểu Long nghe răng trợn mắt gào thét. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Tiểu Phàm, tôi đá Chu Tiểu Long lên xe chở thi thể, rồi đẩy hắn lao về phía xa. Chu Tiểu Long sợ đến ngây người. Anh định làm gì tôi? Thấy lò hỏa thiêu chưa? Chu Tiểu Long nghe xong lập tức sợ hãi hét lên, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi run rẩy. Xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi thực sự biết mình sai rồi. Cầu xin anh tha cho tôi đi. Mày không phải biết sai, mày chỉ là sợ hãi mà thôi. Không không, tôi thực sự biết sai rồi. Cầu xin anh cho tôi một cơ hội sửa đổi lại đi. Bản chất mày chỉ là một con súc vật, đã không thể sửa đổi được nữa rồi. Trực tiếp đốt luôn đi. Tôi đá hắn trở lại xe chở thi thể, lấy dây trói chặt, mở nắp quan tài. Tốt lắm, các anh em, đốt hết đi. Các bệnh hữu mở lửa lớn lên. Ánh lửa bùng lên trước mặt. Chu Tiểu Long lập tức sợ đến tè ra quần. Cứu mạng, giết người rồi. Mau giúp tôi báo cảnh sát. Giây tiếp theo chú công an đã chạy tới. Chu Tiểu Long lập tức mừng rỡ như điên. Chú công an, mau bắt bọn chúng lại. Bọn chúng định diệt tôi. Ai ngờ vừa dứt lời, chú công an đã còng tay hắn lại. Chu Tiểu Long ngây người. Chính bọn chúng muốn diệt tôi. Các anh bắt tôi làm gì? Phải bắt bọn chúng chứ. Bọn họ là bệnh nhân tâm thần, có giấy chứng nhận diệt người không bị xử tội. Tôi nghi ngờ anh. Chúng tôi nhận được rất nhiều tố cáo từ quần chúng, nói rằng anh công khai sỉ nhục nhà vô địch Olympic trong phòng live stream, tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Đi với chúng tôi một chuyến đi. Cái gì? Sao lại thế này? Trời ơi, không công bằng. Thế nào, bất ngờ không? Ngoài ý muốn không? Chu Tiểu Long bị bắt nạt, khóc lóc bị lôi lên xe cảnh sát. Đột nhiên hắn nảy ra ý tưởng. Tôi bị bắt vào trong này, vậy các người không đánh được tôi nữa rồi phải không? Lũ ngu, các người tức không? Mẹ kiếp, mày muốn chết à? Tôi xé toạc giấy chứng nhận chẩn đoán tâm thần.
Được rồi, bây giờ tôi không có giấy tờ nữa. Các người cũng bắt tôi luôn đi. Còn nữa, tôi và các bệnh hữu khác cũng cùng nhau xé toạc giấy chứng nhận. Nhưng tôi biết các người là bệnh nhân tâm thần mà. Bổ sung giấy chứng nhận chẩn đoán tâm thần, nhất định phải làm giám định tâm thần trước. Ít nhất cũng phải mất mấy ngày mới có kết quả. Trước khi có kết quả, không ai dám khẳng định chúng tôi chắc chắn bị bệnh tâm thần đâu nhỉ. Ừ cũng đúng. Chủ công an đành phải đưa chúng tôi về đồn tạm giam. Bị nhốt trong đồn, Chu Tiểu Long vẫn đang chửi rủa nhà vô địch. Tôi trực tiếp đạp cửa xông vào. Cuộc sống thực tế thật vô vị. Lợn rừng bình luận về loài người. Sao lại là các người? Kim Mộc Chân Tà, các người u ám, các người định làm gì? Đây là đồn công an đấy. Các người đừng manh động. Tôi trực tiếp nắm lấy cánh tay hắn, rắc một tiếng bẻ gãy. Chu Tiểu Long đau đớn kêu thét. Tay tôi gãy rồi, cứu mạng. Tôi cầm xô nước tiêu úp lên đầu hắn, rồi bắt đầu một trận đánh túi bụi. Tưởng trốn vào đồn công an thì tao không làm gì được mày chắc. Mơ đi, tao vẫn có thể vào đây thu thập mày. Tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi. Cầu xin anh tha cho tôi đi. Không cần xin lỗi. Mày chỉ cần kêu thét là được. Tao tốn công sức lớn vào đây thu thập mày. Nếu mày kêu nhỏ tiếng thì thật là đáng tiếc. Nhanh, nhét rỉa vô miệng hắn. Những ngày sau đó bị giam giữ, Chu Tiểu Long chỉ có thể nằm úp mặt trên xô nước tiểu mà ngủ. Mỗi ngày bị đánh 3 bữa, cộng thêm giờ trà sáng, trà chiều và ăn khuya. Con phải làm thêm riêng. Mỗi ngày sáng tối 2 lần, con phải dùng Chu Tiểu Long để cọ rửa xô nước tiểu cho sạch bóng. Chúng tôi cầm Chu Tiểu Long làm cây lau nhà, dùng đầu hắn làm đầu cây lau để cọ rửa xô nước tiểu. Đến khi hết 5 ngày tạm giam, Chu Tiểu Long đã trở nên không ra người không ra ma, cả ngày run sợ. Hãy có chút gió thổi cỏ lay là lập tức quỳ sụp xuống đất. Vừa dập đầu vừa kêu la tôi sai rồi. Tôi thực sự biết sai rồi. Còn tôi và các bệnh hữu bổ sung lại giấy chứng nhận. Chẩn đoán tâm thần rất nhanh đã có. Chúng tôi nhìn Chu Tiểu Long đang quỳ trên đường, khóc lóc dập đầu. Đại ca, chúng ta có nên tiếp tục thu thập hắn không? Thôi bỏ đi, nhìn bộ dạng thảm hại của hắn bây giờ, có chữa khỏi cũng chỉ biết ngồi thử người ra thôi, không cần thiết. Sau đó tôi về quê thăm dì và em họ. Ai ngờ vừa vào làng, đã thấy một đứa bé trai mặc tã lót. Vừa mới bước ra khỏi sân, trong sân có một bà lão mắt chuột mày cáo, lập tức đóng cửa lớn lại, còn cài thêm cửa lách cách. Tôi nhìn mà tức giận đùng đùng, con mụ già khốn kiếp. Mày muốn chết à?